Việt Nam tôi đây 4.000 năm văn hiến, Việt Nam tôi đây bao gấm vóc núi sông, Việt Nam tôi đây luôn vững tiến thành công, Việt Nam ngày nay đã sánh bước năm châu. Rừng thông, hai bên đường thì đã trồng những cái cây tớ dày mà không biết nó có sống sót được không. Và bây giờ là chúng tôi đã đến rừng thông, một cái điểm check-in hết sức là thú vị nữa ở xã Dế Xu Phình. Đấy, cho nên là đây là một cái cảnh quan có thể nói cũng vô cùng đẹp. Điểm bán vé nhưng mà hôm nay là chắc là lễ là người ta nghỉ rồi, hết rồi, hết lễ rồi. Giờ khách du lịch đã về bớt cho nên là chúng tôi quyết định vào thì cũng không thấy bán vé. Ngay rừng thông đây. Đây là họ dọn nhà cũng khá sạch sẽ, nhất là sau cái kỳ lễ thế này mà chị Vân thấy không có rác là họ cũng dọn dẹp đi đấy. Hùng ơi, mình chắc là mình kiếm cái võng mình mắc ở đây, nằm ở đây là cũng sướng rồi. Em đang bảo là lần sau ấy là có bọn trẻ con đi ấy, là mình sẽ vào đây để nướng đồ. Nướng đồ, nướng thịt ở đây. Vâng. Chị đứng cái dựa gốc cây kia kìa, anh phục rồi. Rồi hỏi cái họ cái phòng đó rồi vô nằm nghỉ mắc võng. Rồi đi đi từ kia vào đây. Đây là khung ảnh check-in. Hai anh chị Vân Hùng là đang nắm tay nhau đi để cho nhà quay phim Lê Lê. Bây giờ khoảng khăn đi, em chụp ảnh đi. Em chụp ảnh đôi cho lắm. Em chụp đôi xong anh chị tự xử cho nhau. Đấy, đúng là cái cột đi kìa. Cây này nè. Đấy, cái tình gọi là cứ hỏi nhầm vào.
Khổ, xuống nó lại không đai ngay mà nó lại cứ nửa nọ nửa kia về chăm cả đời nó mới chết. Nhìn em, nhìn lên em. Đây. Đây. Ừ. Tư thế gọi là khi đồng minh tháo chạy. Rồi. Rồi, đây là nhà đạo diễn Lê Lê đang lọ mọ đi xuống một mình. Hôm nay khô ráo á, chứ còn nếu mà nó trơn thì chắc khó hơn. Được. Em phải xuống để em còn giả cái điện thoại cho anh chị. Đó, như đây khung cảnh quá đẹp. Chúng tôi có cảm giác là mình đang ở Đà Lạt. Đà Lạt. Lê vô đi. Rồi, Lê Lê. Lê Lê muốn chụp ở đâu? Ừ. Một góc rộng. Lấy cái nhà tam giác này này. Ừ. Đó. Rồi, Lê Lê đi qua bên góc này. Đúng rồi. Đấy, được rồi đấy. Rồi nhìn đây nha. À, vừa chụp vừa quay luôn. Rồi đứng ở cái góc cái chỗ đó đúng không? À, ok. Rồi. Đấy cũng là một cái cảnh đẹp. Rồi. Đây, thấy cái tàn cây phía trên. Đây là cái hình ảnh đang leo lên trên đồi. Rồi. Đây, tự nhiên có một cái lõm mà nó vàng chóe như thế này giữa cái rừng thông. Đó là một cái mảnh ruộng.
trong bỏ áo, bỏ áo sẽ treo hết ra ngoài. Dân tộc để yêu thương tổ quốc của tôi, dân tộc của tôi là Việt Nam mến yêu, dẫu có đi xa luôn mong ngày về.